thành quả của việc trồng thử nghiệm ớt chuông trên ở miền Bắc và trồng trên thùng nhựa nha các bạn nhé. Đó, em nó đã có quả này. Nếu các bạn ơi, mình đã mang hạt ớt chuông đi và mình ươm đến nay là được một tuần, các em nó mới mọc được mấy cây này các bạn này, rất là nhiều hạt nhưng mà nào mọc được đúng mấy cây đó thôi. Thì mình cũng mang đi mình trồng đấy, ươm ươm và mình trồng thêm mấy cây nhé các bạn nhé. Và các bạn ơi, mình đã chuẩn bị một xe rùa đây, một xe rùa phân chuồng và đất mình đã trộn, nhưng mà mình thêm chút vôi bột nha các bạn. Mình trộn thêm chút vôi bột để khử khuẩn cho đất, để cho cây của mình nó đỡ bị nấm. Và bây giờ chúng ta sẽ đảo vôi với lại cái đất này, đất và phân này, để cho nó đỡ nó khử bớt khuẩn đi, xong rồi chúng ta mới mang chúng ta trồng nhé. Chúng ta cho vào các cái bồn để chúng ta trồng cây ớt chuông nhé các bạn. Vôi bột đây, phân chuồng này và đất mùn. Và đây là những cái thùng nhựa đựng hoa quả ở chợ ấy, mình xin về để mình lót những cái miếng tại này vào đây, xong bắt đầu bây giờ mình mới đổ đất vào nha các bạn. Mình đổ đất vào đây để mình trồng ớt. Và bây giờ mình sẽ đánh những cây ớt chuông này ra để mình trồng. Tạm lấy 4 cây để mình trồng, mình có 4 cái thùng các bạn ạ. Và khi các bạn trồng xong rồi, các bạn hãy tưới cho mình nhé. Mình dùng một cái chai nhựa như thế này, và cái nắp của nó là mình đục thủng mấy cái lỗ các bạn ạ, nên là mình cho nước vào đây là mình tưới này. Mười ngày sau đây các bạn ơi. Đấy. 10 ngày sau là ớt của chúng ta đã lên rất là đẹp. Các bạn ơi, thành quả cây ớt chuông của mình này. Nắng quá nên là mình tưới là vào mà tưới thì nó vẫn cũng không được tươi tốt lắm, nhưng mà bây giờ em nó cũng đã ra hoa và ra quả đấy các bạn này. Đấy, hoa màu trắng, quả nó chum chúm chum chúm. Còn riêng cái em này thì lại lên được ra được ba cái quả, à hai cái quả to rồi. Ê chà. Đấy. Quả
đấy. Em này thì ra rất nhiều hoa nhưng mà quả bé hơn. Còn hai em kia thì lại ra cũng đang ra hoa ra nụ hết rồi. Mình ăn hạt cà chua là mình ném cà chua vào đây là cũng đang mọc các bạn ạ. Đây là cây cà chua con này. Em này, các em này cũng ra hoa ra nụ hết rồi các bạn này. Em này ra rất nhiều hoa quả nhưng mà còn bé hơn. Em này thì lại được hai cái quả to hơn và ra hoa ra nụ. Mấy bữa nay là thời tiết nó vẫn cứ còn rét rét các bạn ạ, nó chưa ấm. Hay là mình xem thì thấy bảo là ớt này chỉ trồng ở trong miền Nam thôi, nhưng mình là người miền Bắc, mình trồng thử, mình trồng thử xem là có được hay không, nhưng mà thành quả của mình đấy các bạn này. Đấy. Hai quả, một quả, hai quả. Đây là ớt đỏ, em nó chưa chín. Mà hôm đấy là mình lấy một quả ớt vàng, một quả ớt đỏ, nhưng mình không lấy ớt xanh. Ớt xanh, ớt chuông này này nó có ba loại các bạn ạ, có ba màu: ớt xanh, ớt đỏ, ớt vàng. Thế nhưng mà đây là mình lấy có một quả ớt vàng và một quả ớt đỏ để mình làm giống. Đấy, mình trồng thử để xem là nó có quả hay không. Nhưng mà xem ra thì nó phát triển cũng không được tốt cho lắm. Bởi vì cái lá của nó đây không biết là do bệnh hay là nó không phù hợp với cái thời tiết của mùa miền Bắc này. Thế nên là lá nó cứ quăn xoăn xoăn. Đây lại có em bọ xít này. Em bọ xít này các bạn ơi. Thế này chả trách nào. Ra cái hoa nào thì em nó lại trích mất. Này, chà, thủ phạm đây. Thủ phạm đây. Chà, này các bạn xem em bọ xít đây. Em này là chuyên đi phá hoại hoa quả mùa màng đây. Và video của mình chia sẻ về cách trồng thử nghiệm cây ớt chuông ở miền Bắc đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ, chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.